Bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện. Đầu tiên, các em hãy cùng quan sát tranh minh họa bài đọc. Các em hãy cùng nêu ý kiến. Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì? Ở đâu? Các em thân mến, tranh vẽ hai mẹ con bạn nhỏ đang làm vườn và có một cuộc chuyện trò. Người mẹ đang giải thích cho con điều gì đó. Còn người con thì rất say sưa lắng nghe lời mẹ nói. Ở phía trên khung hình, có hai bạn nhỏ đang đứng trên sân khấu biểu diễn. Các em ạ, mỗi loài hoa có một vẻ đẹp, hương thơm, lợi ích khác nhau. Con người có giống như vậy không? Chúng ta cùng tìm hiểu điều đó qua bài đọc Công chúa và người dẫn chuyện các em nhé. Hoạt động 1. Đọc văn bản. Các em hãy cùng quan sát toàn bộ bài đọc. Nhớ đọc diễn cảm cả bài. Nhớ nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện các em nhé. Các em cũng nhớ đọc đúng các từ ngữ dễ phát âm sai. Cùng ngắt giọng ở những câu dài, các em nhớ phân biệt giọng điệu của nhân vật trong câu chuyện. Đồng thời, các em hãy cùng chia đoạn bài đọc này các em nhé. Đoạn 1, từ đầu đến vui lắm. Đoạn 2, tiếp theo đến nhường vai chính cho bạn. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Các em cũng có thể chia đoạn 3 thành hai đoạn nhỏ. Từ thầy Jesse buồn đến Jesse nói. Và đoạn nhỏ cuối cùng là từ mẹ mỉm cười đến hết. Bây giờ, các em hãy cùng lắng nghe bài đọc này. Công chúa và người dẫn chuyện. Sau bữa ăn trưa, cô giáo thông báo Jesse được chọn đóng vai công chúa trong vở kịch sắp tới. Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, Jesse vui lắm. Về nhà, Jesse hào hứng kể cho mẹ nghe. Cả tuần ấy, tối nào mẹ cũng tập lời thoại cùng Jesse. Jesse chăm chỉ tập luyện và nhớ lời thoại rất nhanh. Nhưng khi lên sân khấu diễn thử, mọi lời thoại trong đầu Jesse đều bay đi đâu hết. Cuối cùng, cô giáo đành nói: "Jesse à, cô đã bổ sung vai dẫn chuyện cho vở kịch. Cô nghĩ vai đó hợp với em hơn. Em có đồng ý đổi vai không?" Lời cô rất dịu dàng, nhưng Jesse thấy buồn lắm. Sao không buồn khi phải nhường vai chính cho bạn? Thấy Jesse buồn, mẹ thủ thỉ: "Hôm nay mẹ con mình cùng nhau nhổ cỏ vườn nhé. Khu vườn vào xuân, những cây hồng leo khoác tấm áo xanh mới. Mẹ con mình sẽ nhổ hết cỏ và hoa dại ở đây. Từ giờ, vườn nhà ta chỉ có hoa hồng thôi." Vừa nói, mẹ vừa chạm tay vào khóm bồ công anh. "Đừng, mẹ, con thích hoa bồ công anh. Loài hoa nào cũng đẹp, kể cả bồ công anh," Jesse nói. Mẹ mỉm cười: "Đúng rồi, mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng con ạ. Con người cũng vậy, không phải ai cũng thành công chúa, nhưng điều đó không có gì đáng xấu hổ." Jesse đoán mẹ đã biết chuyện thay vai diễn của mình. Mẹ dịu dàng nói: "Con gái bé nhỏ của mẹ, con có giọng đọc truyền cảm, rất hợp với vai người dẫn chuyện. Nếu thiếu người dẫn chuyện, vở kịch cũng khó mà thành công được con ạ." Junan biên soạn, Hòa Vân dịch. Tiếp sang hoạt động số 2, trả lời các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, tìm các câu văn thể hiện thái độ của Jesse đối với mỗi vai diễn được giao. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy cùng quan sát và đọc thật kỹ hai đoạn, đoạn số 1 và đoạn số 2. Sau đó,
Các em hãy cùng nhau làm việc nhóm để tìm ra câu trả lời. Các em thân mến, những câu văn thể hiện thái độ của Jessie đối với mỗi vai diễn được giao. Ở vai công chúa, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, Jessie vui lắm. Về nhà, Jessie hào hứng kể cho mẹ nghe. Vai người dẫn chuyện, lời cô rất dịu dàng, nhưng Jessie thấy buồn lắm. Sao không buồn khi phải nhường vai chính cho bạn? Câu hỏi số 2, vì sao Jessie buồn khi phải đổi sang vai người dẫn chuyện? Chúng mình hãy cùng quan sát tiếp vào đoạn số 2. Cùng chú ý vào lời cô giáo nói với Jessie. Các em hãy cùng nhau suy nghĩ, cùng làm việc theo nhóm. Sau đó, các nhóm sẽ phát biểu ý kiến. Đáp án: Jessie buồn vì nghĩ rằng vai công chúa mới là vai chính, vai quan trọng. Hay được đóng vai công chúa, các bạn mới ngưỡng mộ vì công chúa rất xinh đẹp. Còn vai người dẫn chuyện chỉ là vai phụ, không quan trọng cho lắm. Câu hỏi 3. Theo em, mẹ rủ Jessie cùng nhổ cỏ vườn để làm gì? Các em hãy tìm câu trả lời đúng trong 4 đáp án dưới đây. A. Mẹ muốn dạy cho Jessie biết cách làm cỏ vườn. B. Mẹ muốn Jessie biết tên các loài hoa cỏ trong vườn. C. Mẹ muốn Jessie hiểu, cũng như các loài hoa, mỗi người có vẻ đẹp và giá trị riêng. D. Mẹ muốn Jessie quên đi chuyện đóng kịch. Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy cùng thực hiện theo 3 bước sau đây. Bước 1, các em hãy cùng nhau suy nghĩ để chuẩn bị câu trả lời. Bước 2, các em hãy cùng làm việc theo nhóm. Và bước cuối cùng, đại diện một số nhóm sẽ nêu ý kiến của mình trước lớp. Đáp án: chúng ta sẽ chọn vào đáp án C. Mẹ muốn Jessie hiểu, cũng như các loài hoa, mỗi người có một vẻ đẹp và giá trị riêng. Tiếp tục sang câu hỏi số 4. Cùng đoán xem Jessie cảm thấy thế nào khi trò chuyện cùng mẹ. Các em hãy cùng quan sát kỹ vào đoạn số 3, đoạn trò chuyện giữa người mẹ và Jessie. Các em thân mến, Jessie hiểu vai công chúa và người dẫn chuyện trong vở kịch đều quan trọng như nhau. Mỗi vai có một vai trò riêng, con người cũng như những loài hoa, mỗi người có một vẻ đẹp và giá trị riêng. Người đóng vai công chúa thể hiện lời nói, hành động của công chúa. Còn người đóng vai dẫn chuyện có vai trò thông báo, thông tin về thời gian, không gian, địa điểm, thậm chí cả về hoàn cảnh sống của nhân vật, kể về những gì đã xảy ra trong quá khứ hoặc ở bên ngoài sân khấu mà khán giả không trực tiếp nhìn thấy. Jessie sẽ cảm thấy không buồn nữa các em nhé. Cuối cùng, chúng ta sang câu hỏi số 5. Em học được điều gì từ câu chuyện trên? Các em yêu quý, qua câu chuyện, em học được vai diễn nào cũng quan trọng và góp phần làm nên thành công cho vở kịch vì mỗi vai có một vai trò riêng. Em học được bài học phải ý thức được và biết trân trọng giá trị của mình vì mỗi người đều có vẻ đẹp và những điều đáng quý. Và bây giờ, khi các em đã cùng trả lời được 5 câu hỏi, chúng ta hãy cùng rút ra nội dung chính của bài đọc này. Các em thân mến, cũng như các loài hoa, mỗi người có vẻ đẹp và giá trị riêng của mình. Cuối cùng, các em hãy cùng đọc lại một lần nữa bài đọc này các em nhé.
Thank you.